Truyền thông phòng khám Cha Thường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ đang có mặt tại giường trồng thảo mộc của phòng khám Cha Thường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, hôm nay thầy Nguyễn Tấn Thanh, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Thường Yêu Thương Cho Không, thông tin đến quý ông bà, cô chú, anh chị câu chuyện về giường thuốc nam của phòng khám Cha Thường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin chào tất cả mọi người. Thì hiện tại là thầy Thanh, thầy Quý, anh Thành Võ, anh Keo đang ở trong giường thuốc. Thì định kỳ thì thầy Thanh với mọi người cũng vẫn là buổi chiều đi vào đây để chăm sóc, lo cho giường thuốc, để những cây thuốc nó tươi tốt, để thời gian sắp tới những cây thuốc nó sẽ phát triển ổn định và có nguồn dược liệu tốt để dành cho bệnh nhân ung thư sử dụng trong thời gian sắp tới. Thì chỗ thầy Thanh đứng á, là ngay cái giường mai này là của người chủ đã giúp đỡ cho phòng khám có được cái miếng đất này để trồng thuốc. Thì sẵn thầy Thanh với thầy Quý á, trồng những cây thuốc ở đây, tưới những cây thuốc, thì sẵn cũng chăm sóc luôn cho những cái cây mai này để nó có cái nguồn nước á, tốt á, dồi dào á, thì cây nó phát triển. Thì bên cạnh đây nè là cái mùa tư giếng, cái giếng bơm nước. Cái giếng ở đây là giếng tầng sâu, tầng nông là 120 mét, tại vì đây mùa khô, do đó là phải để một cái thùng nước kế bên này vậy nè, để mình mồi. Tại vì bật nước lên nó không có nước liền đâu, mà phải mồi chế vô trong cái này nè, để cho có cái nước á, nó bơm lên nó được á. Tại bật motor lên nó không có hút nước lên được, trời tiết nó đang khô hạn á, do đó phải mồi, có khi mồi nửa thùng á, có khi mồi nửa thùng nước này nó mới bơm lên. Thì cách đây 2 ngày thì khi đang tưới á, bắt đầu cái motor này nó bốc cháy. Chắc tại do mình tưới nhiều quá nó nóng, nó cháy cái cục K3 trong đây nè, rồi nó xì khói lên. Mới vừa sửa xong á, thì cái motor này là của người chủ vườn ở đây, họ đã lắp đặt lâu rồi, cũng tưới đều đặn mỗi ngày, nhưng mà tưới một chút thì phải tắt, tại vì để tưới nhiều quá bắt đầu nó nóng lên, bắt đầu nó không chạy. Thì mới vừa thay cách đây 2 ngày á, thì bữa nay nó hoạt động chân chu trở lại rồi, thì cũng mừng. Do đó là cũng nhờ cái motor này cho nên cái giường thuốc này mới có được cái nước, cái mình tưới mỗi ngày như vậy đó, nó cung cấp đủ cái lượng nước để cho mà cái giường thuốc của mình nó tươi tốt, với cái giường mai tươi tốt. Mà thầy Thanh cũng sẽ kịp tìm cái thùng nước to đó, cái thùng chắc cỡ chừng một khối á, để mình dự trữ nước ở đây, nếu lỡ như cúp điện hoặc là mùa tưa nó có hư á, thì mình lấy cái nước đó mình tưới. Tại vì ở gần đây nó có con sông, nhưng mà con sông á là nước không hơi mặn với phèn, nên không có thể nào mình lấy cái nước sông mà mình tưới cho cây thuốc được, phải sử dụng nước giếng. Nước giếng này độ sâu khoảng là 120 mét á, nó mới có nước ngọt để mà trồng thuốc được. Thì hiện tại thì cũng mới vừa sửa xong cho nên là cũng hơi phần nào yên tâm, nhưng mà nó cũng hơi cũ cho nên thành thử ra nó hư hoài, mà thôi không sao. Hiện tại thì thầy Thanh với thầy Quý cũng đang chăm sóc luôn cả cái giường mai này. Cái giường mai này rất là nhiều cái cây lớn, thì lúc này nó cũng ra lá cũng tốt nè. Lý do là tốt như vậy thì ở khu vực này á, nó không có bị phèn. Những cái đất thịt ở đây nè là nó rất là khô, nhưng mà khi mình tưới nước lên á, nó bắt đầu nó liên kết đất với nhau, nó tạo ra một cái khối á. Thì cái cây, những cái cây mai này nè, là chỉ cần tưới đủ nước, phân bón đầy đủ thì những cái cây mai này nó tươi xanh nè. Thì cái cây xạ đen mình cũng vậy đó,
mình khi mà mình nhìn vô cái cây mai á, nó tốt được như vậy nè, thì mình sẽ biết được nếu như mình chăm sóc tốt cái vườn thuốc của mình sẽ nó sẽ tốt được giống như cái cây mai giống vậy. Thì thầy Thanh cũng chia sẻ cho mọi người để hiểu được cái công việc ở đây các thầy làm việc như thế nào, rồi mỗi ngày cung cấp những cái thông tin mới để cho mọi người hiểu và mừng cho các bệnh nhân ung thư. Vì đây là cái những gì mà các thầy ở đây làm được, có nghĩa là mình dùng cái sức lao động của mình, dùng cái những gì mình có thể làm được, mình giúp cho bệnh nhân ung thư. Thì đó là điều mà thầy và thầy Thanh và các thầy ở đây và những thành viên ở đây học hỏi từ cha. Thì bởi vì nếu như mọi người nhìn thấy vào công việc của các thầy và các thành viên như thế này thì đó cũng là cái niềm vui mà thầy Thanh nghĩ rằng cha rất là mừng khi các thành viên của phòng khám mình có thể đứng vững ngày hôm nay. Và khi mà nhìn thấy những việc làm, thấy đời sống của các thầy thì mới khen ngợi rằng cha đã dạy dỗ tận tình, chu đáo cho từng người một, từng ly từng tí. Cha chỉ dạy, con phải làm như thế này, con như thế này. Thì các thầy cũng tiết kiệm từng chút và mình dùng cái công sức của mình tạo ra cái thành quả. Và thành quả đó đem cho mọi người, bản thân của mình rất là vui. Và bản thân của mình làm điều đó thì khi người khác nhìn vào, người ta sẽ khen ngợi cha Phêrô Nguyễn Văn Tường đã dạy dỗ cho tất cả những học trò một cách rất là chân thành, rất là tận tâm. Và những điều này là những điều mà các thầy làm để trước tiên là tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và trả công cho cha. Vì nếu như cha ra sức cho dạy dỗ mình mà mình không làm giống như vậy thì là phụ lòng cha. Còn hiện tại các thầy ở đây đều thực hiện, đều noi gương theo những gì cha dạy. Cha ra ruộng, cha cuốc đất, cha làm sao thì chính các thầy cũng làm giống như cha như vậy, để đem lại thành quả cho đời, cho những người cần tới mình. Đó là điều mà tâm sự của thầy Thanh muốn gửi gắm tất cả mọi người là như vậy. Rồi có những cái điều mới, những cái tin tức mới về vườn thuốc, về phòng khám thì thầy Thanh cũng như các thầy sẽ chia sẻ cho quý cộng đồng mạng biết và theo dõi. Mong sao mọi người sẽ yêu thích những cái buổi làm việc giống như vậy và thương những bệnh nhân ung thư và quan tâm đến những bệnh nhân ung thư. Xin được chân thành biết ơn ạ. Vẫn đắn đo trong tâm hồn đầy âu lo.
Chúa, hãy Chúa tìm con trên muôn vàn nẻo đường. Con chờ Chúa, hãy Chúa chờ con qua cánh dài đêm trường. Con tròn Chúa, hãy Chúa tròn con giữa muôn người dương thế. Chúa ở trong con, Chúa chờ đợi con, Chúa đã chọn con đi trước nhàn ngài. Lòng mến đầy vơi, con vui cả người tình thương Chúa muôn muôn đời. Con tìm Chúa hay Chúa tìm con? Con chờ Chúa hay Chúa chờ con? Và con chọn Chúa hay Chúa chọn con? Bao nỗi thăng trầm con vẫn luôn tròn Chúa. Khi đời bão trái ngang hồn con thao thức hoang mang, con luôn tròn Chúa. Qua bao đổi thay vẫn một niềm tin, nhưng rồi cảm thấy im lìm. Con luôn tròn Chúa. Qua bao cuộc sống nhưng lòng vẫn khát mong trong thân phận người hư không. Con tìm Chúa hay Chúa tìm con trên muôn vàn nẻo đường. Con chờ Chúa hay Chúa chờ con qua cánh dài đêm trường. Con tròn Chúa hay Chúa tròn con giữa muôn người dương thế. Chúa ở trong con, Chúa chờ đợi con, Chúa đã tròn con đi trước nhàn ngài. Lòng mến đầy vơi, con vui cả ngời tình thương Chúa. Lòng mến đầy vơi, con vui cả người tình thương Chúa muôn muôn đời. Lòng mến đầy vơi, con vui cả người tình thương Chúa muôn muôn đời. Lòng mến đầy vơi, con vui cả người tình thương Chúa muôn muôn đời. Lạy Chúa xin hãy dạy con. Lạy Lạy Chúa từ